Hiện tại thì My đang có mặt tại sân khấu của chương trình Vietnam International Fashion Week năm 2016. Và năm nay đối với My đó là một năm cực kỳ quan trọng. My sẽ đảm nhận vai trò mở màn cho chương trình. My cảm thấy rất là hồi hộp, chưa bao giờ My lại đảm nhận một vai trò lớn như thế. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, mọi thứ đang test và đang chạy. Công ty thấy được cái sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Điều đó làm tăng thêm áp lực cho mình. Tuy nhiên với những kinh nghiệm đã có thì công ty nghĩ rằng sẽ hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình trong vai trò mở màn. Dung có gần như là một làn da nâu và một đôi môi tím với một layout làm tóc và make up cầu kỳ như thế này thì tôi mong rằng mình sẽ có thể góp phần giúp cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Cori được tỏa sáng trong ngày hôm nay. Tôi đã sẵn sàng cho buổi trình diễn đầu tiên trong tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam.